Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung phần 9 tập 2. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hắc Thiên Tôn đánh lão thất phu một trường nói, rõ ràng là người muốn nuốt tiền công lao nhưng lại thành công dã tràng, lão bất tử tham lam. Bạch Thiên Tôn nói, có điều hiện giờ nên làm thế nào, hay là giết hết mọi người ở đây đi? Hắc Thiên Tôn quay sang nói, đừng mà, bắt người gây họa lại, đưa cho điện chủ chơi đi. Bạch Thiên Tôn giơ hai ngón tay lên nói, cũng được, thật là một ý kiến hay, vậy tới thôi. Chúng xuất lực đánh về phía Tiêu Viêm. Phong Tôn giả xuất lực tạo ra một lá chắn đỡ đòn rồi lao lên nói, dẫn Dược Trần và Tiêu Viêm đi. Huyết Kiếm cũng lao lên nói, Phong Nhàn, người cũng đi đi, để ta ngăn phía sau. Tiểu Y Tiên giao Tiêu Viêm cho Tử Nghiên nói, dẫn Tiêu Viêm tới đan tháp nhanh, rồi đến giúp đỡ Phong Tôn giả. Mọi người lao vào giao chiến với Hắc Bạch Thiên Tôn, nhưng đều bị thương vì thực lực của chúng quá mạnh. Đột nhiên chúng nhìn thấy Tử Nghiên thì hai mắt sáng rực lên nói, đáng yêu quá đi, rồi lao đến chỗ Tử Nghiên, mặc kệ Tiểu Y Tiên và Thiết Kiếm xuất lực cũng không quan tâm phản kích lại. Hắc Thiên Tôn nói, ngươi cũng thích, ta cũng thích, phải làm sao đây? Bạch Thiên Tôn đáp, đúng thế, phải làm sao bây giờ? Hung Chiến nói, lão đại, ta cứu ngươi, rồi lao tới xuất trường về phía Hắc Bạch Thiên Tôn. Nhưng đã bị Hắc Bạch Thiên Tôn dùng một tay đỡ đơn giản nói, dã thú từ đâu tới, bẩn quá đi, rồi xuất lực đánh Hung Chiến trọng thương, bay xa hàng trăm mét. Lúc này Hắc Bạch Thiên Tôn lao đến chỗ Tử Nghiên. Hắc Thiên Tôn nói, ta có cách rồi, chỉ bằng xé nửa cô ta ra. Tử Nghiên xuất lực đẩy bay Hắc Bạch Thiên Tôn ra. Hắc Bạch Thiên Tôn nhìn thấy thì chảy máu mũi nói, Thái Hư Cổ Long, đỉnh quá đi, cực kỳ thích. Tử Nghiên cắn môi để chảy máu nói, ta phải dẫn mọi người đi, rồi xuất ra một cửa không gian. Diệu Lão nói, nhà đầu này cậy mạnh quá rồi, nhưng Tử Nghiên lúc này đã trọng thương. Bạch Thiên Tôn nói, đi sao, không được đâu nhé. Hắc Thiên Tôn nói, quá coi thường chúng ta rồi đó, khu vực này sớm đã hạ phong tỏa không gian, một con ruồi cũng đừng hòng ra ngoài. Thấy Tử Nghiên bị thương, chúng nói, không vui, ta không muốn chơi nữa, giết hết tất cả những kẻ ở đây đi, dẫn tiểu cổ long của chúng ta về nhà, làm như vậy đi, rút xuất lực đánh về phía đám Diệu Lão. Diệu Lão xuất lực tạo ra một lớp lá chắn để đỡ đòn. Thiết Kiếm nói với Phong Tôn giả, ngươi bảo vệ mọi người. Phong Tôn giả ngạc nhiên nói, Thiết Kiếm, ngươi muốn làm gì? Thiết Kiếm nói, Thiết Kiếm ta năm đó được Dược Trần cứu mới báo được đại thù, hiện nay tấm thân này chẳng còn sợ chết nữa, giống hết tu vi kiếp này của ta, nếu có thể ngăn được hai con súc sinh này một lúc, các ngươi nhân cơ hội cứu Dược Trần ra, lão tử cảm thấy cũng đáng giá lắm, rồi xuất lực. Hắc Thiên Tôn thấy vậy nói, đốt cháy bổn mệnh, lão già hỏa này điên à? Thiết Kiếm lào lên nói, Dược Trần, món nợ, lão tử nợ ngươi, hôm nay trả xong rồi nhé. Thiết Kiếm vung đòn chí mạng đánh về phía Hắc Bạch Thiên Tôn, một thanh kiếm khổng lồ khiến trời lòng lá đỡ. Hắc Bạch Thiên Tôn xuất lực đỡ đòn đánh trọng thương Thiết Kiếm nói, ta tức rồi đó, không vui nữa rồi, chẳng vui chút nào, rồi lao tới tấn công đám Diệu Lão. Tử Nghiên hét lớn, không được chết, mọi người không được chết. Thì đột nhiên có một tiếng nói, ồ, thật sự dám tới cơ, rồi xuất ra một cánh cửa không gian hút hết mọi người đi. Hắc Bạch Thiên Tôn ngạc nhiên nói, kẻ nào nhúng tay vào giúp bọn họ, tiểu cổ long của ta đâu, tiểu cổ long ơi. Đến với hình ảnh bình nguyên Bắc Hoang, mọi người đều từ cánh cửa không gian rơi xuống. Diệu Lão nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có cao nhân mở ra cửa không gian có thể đột phá màn chắn cứu giúp chúng ta sao? Hung Chiến nằm nói, cao nhân, lẽ nào là? Tiêu Viêm lúc này nằm trên đùi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặt buồn bã nói, Tiêu Viêm, ngươi sao rồi? Phong Tôn giả chạy đến nói, đừng vội, ta đi gọi Dược Trần, hắn nhất định sẽ có cách. Rồi lấy nạp giới xuất lực gọi linh hồn Dược Trần ra. Dược Trần xuất hiện nói, ơ, là ngươi à, Phong Nhàn, ngươi ra rồi. Phong Nhàn thả Dược Trần xuống đất nói, ngươi cũng béo lên không ít nhỉ. Dược Trần đứng dậy nói, tên khốn nạn nhà ngươi, bao năm không gặp lại đối xử với ta như vậy, cầm thú. Phong Nhàn tức giận nói, đừng nói nữa, mau đi cứu đồ đệ ngươi đi. Tiểu Y Tiên nói, tiền bối, Tiêu Viêm hắn. Dược Trần ra xem thì nói, đừng lo, Tiểu Viêm tử hắn. Tiểu Y Tiên đáp, chúng cửu hồn thủ. Nhưng Dược Trần khám rồi nói, lại có một đạo dị hòa bảo vệ tâm mạch của Tiểu Viêm tử, khiến hắn vẫn còn một tia sinh cơ. Tự nhiên vui mừng chạy lên nói,
là tam thiên diễm viêm hỏa, đó là bất diệt chi hỏa. Tiêu viêm nuốt nó luyện hóa cũng có đặc tính này sao? Dược Trần nói, tam thiên diễm viêm hỏa tới từ tinh thần, e rằng phải tìm một chỗ có lực tinh thần dồi dào, gọi nó dậy mới có thể cứu được mạng của tiêu viêm tử. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta phải lập tức xuất phát, đi tới tinh vẫn các. Đến với Trung Châu Nam Cực, Dược Trần nói, đến rồi, dãy núi thiên tinh, tinh vẫn các chính là ở đây. Tử Nghiên nói, dãy núi thiên tinh, ở đó có núi sao? Dược lão, ngươi ngủ trong giới chỉ lâu quá, bị hồ đồ rồi. Dược Trần cầm một kế kẹo đưa cho Tử Nghiên nói, tiểu mỹ nhân, ta gạt ngươi làm gì? Ta bảo có thì thật sự sẽ có. Phong Nhà nói, hay cho ngươi vẫn còn nhớ kỹ nhà ở đâu, rồi xuất lực mở ra cửa vào tinh vẫn các. Phong Nhà nói, hoan nghênh tới tinh vẫn các, vùng đất tinh vẫn các thiết lập chính là một khối thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, cho nên tinh thần chi lực sức mạnh ngang trời, vô cùng dồi dào, hơn nữa trải qua nhiều năm không tiêu tan. Dược Trần chạy lên nói, nơi tinh thần chi lực dày đặc nhất chính là tinh vẫn tháp, cho tiểu viêm tử chữa thương ở đó là phù hợp nhất, đi theo ta. Phong Nhàn cầm tóc Dược Trần kéo lại nói, dừng lại, không phải đi hướng đó, sau khi xây xong các, vẫn không thèm trở về. Dược Trần nói, đâu có, lúc cắt băng khánh thành ta có tới mà. Rồi nhìn sắc mặt Hàn Phong nói, ây da, gần thế này mới thấy trên mặt tiểu phong người có thêm nếp nhăn rồi nha. Bình thường chắc thường xuyên thức đêm, lúc trước ta có cho người chú nhan đan, nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Phong Nhàn tức giận nói, lúc trước tâm huyết dâng trào xây tông lập phái, kết quả là nén tình vẫn các cục diện rối rắm cho ta, biết mấy chục năm sống không thấy người, chết không thấy xác, ta vừa phải treo chống tình vẫn các, lại vừa phải tìm đồ khốn nhà ngươi, không dài nhanh sao được. Tiểu Y Thiên nói, không nghĩ tới phong tôn giả trải qua không ít gian khổ. Diệu lão vừa ăn dưa hấu vừa nói, việc này phải bồi thường phí thanh xuân mới được. Lúc này đám người Mộ Thanh Loan ra nói, sư phụ, cuối cùng người cũng trở về rồi. Phong Nhàn hất Dược Trần đi nói, gần đây tinh vẫn các không xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Thanh Loan đáp, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, sư phụ, mặt người sao lại bị thương vậy? Phong Nhàn cười nói, không có gì, cùng người ta đánh một trận thôi. Mộ Thanh Loan nói, đánh nhau, sư phụ, mặt người không sao chứ, phục nhân cao, không, vẫn là đi tìm luyện đan đại sư thì hơn, ngàn vạn lần không để lưu lại sẹo. Phong Nhàn rơi nước mắt nói, quả nhân vẫn là đồ nhi hiếu thuận, so với bạn đẻo thì tốt hơn vạn lần. Mộ Thanh Loan cầm ra một tờ giấy lơ lên nói, sư phụ, người phải thật yêu quý bản thân mình. Thời báo bình chọn các chủ đẹp trai nhất tứ phương các, con đã đặt 1/5 tiền tiêu vặt vào sư phụ rồi, thua là phá sản đó. Dược Trần nhìn Phong Nhàn cười nói, không sao, ngươi có bị hủy dung thì vẫn còn mạnh hơn mấy tên kia. Mộ Thanh Loan nhìn Dược Trần nói, vị này là? Phong Nhàn thở dài đáp, chính là sư bá không đáng tin cậy bị mất tích, Dược Trần. Mộ Thanh Loan nói, một vị các chủ khác của tinh vẫn các chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Dược Trần, Dược Tôn giả, cuối cùng cũng được gặp trực tiếp, rồi chắp tay cúi đầu nói, Thanh Loan bái kiến Dược các chủ. Phong Nhàn nhìn Dược Trần nói, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là còn sống. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm nói, giờ chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Thanh Loan hoảng hốt hỏi, Tiêu Viêm sư huynh sao lại bị thương thành dạng này? Phong Nhàn đáp, việc này kể ra rất dài dòng, tới tinh vẫn tháp trước, vừa đi vừa nói. Đến với tinh vẫn tháp, Phong Nhàn nói, lúc trước thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đây, xây dựng tháp này ngay ở trung tâm, tinh thần chi lực ở đây cường thịnh nhất. Lên trên đỉnh tháp, mọi người đặt Tiêu Viêm vào một cái giường ở chính giữa, luôn dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa từ trên người Tiêu Viêm phát ra. Mọi người thấy vậy nói, tốt quá rồi, quả nhiên tam thiên diễm viêm hỏa có phản ứng với tinh thần chi lực. Phong Nhàn nói với Dược Trần, lần này yên tâm rồi chứ, tiểu viêm tử nhất định sẽ không sao đâu. Dược Trần nói, tiếp theo cũng chỉ có thể chờ đợi, rồi ngã gục xuống. Phong Nhàn đỡ Dược Trần nói, ngươi làm sao suy yếu đến tận thế này? Dược Trần nói, ta bị hồn điện rút ra không ít bản nguyên hồn khí, lúc trước chẳng qua là ta gắng gượng, nhưng thật cần nghỉ ngơi khôi phục một thời gian. Bạn của ta, tiểu đô phải nhờ người chiếu cố rồi. Dược Trần chui vào trong nạp giới. Phong Nhàn nói với Tiểu Y Tiên, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Y Tiên đáp, không, ta phải bên cạnh chăm sóc Tiêu Viêm, nhưng nguồn lực lúc này quá mạnh khiến y phục của Tiêu Viêm biến mất. Tiểu Y Tiên kéo Tử Nghiên rời đi nói, ta cáo từ trước,